Ngày 8 tháng 4, quận đoàn Đống Đa phối hợp với Công an quận Đống Đa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, cấp căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID. Tham dự chương trình có Thiếu tá Đỗ Huy Thông, đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư quận đoàn Đống Đa, Trung tá Nguyễn Ngọc Huynh, Phó trưởng khoa Cảnh sát giao thông, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Thượng úy Hoàng Anh Đạt, cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa cùng 300 đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn, phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm khẳng định. Chúng ta cần phải sử dụng và ứng dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống. Và mục tiêu cơ bản tiếp theo cho ngày hôm nay, hội nghị chúng ta sẽ là 100% các bạn đoàn viên thanh niên sẽ được hướng dẫn và sử dụng ứng dụng VNEID một cách thành thạo. Để từ đó các bạn có thể lan tỏa và hướng dẫn tới người thân, bạn bè sử dụng ứng dụng này để góp phần thực hiện thành công đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử cho chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tại đây, các bạn đoàn viên đã được nghe Thượng úy Hoàng Anh Đạt giới thiệu sơ về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, các cán bộ Công an quận Đống Đa còn giới thiệu về việc tích hợp, sử dụng tài khoản định danh điện tử thay thế các giấy tờ tùy thân cần những điều kiện nào. Quy trình cấp tài khoản định danh điện tử, lợi ích của tài khoản định danh điện tử. Quan trọng nhất là việc hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động, đăng ký tài khoản ứng dụng, cách đăng nhập dịch vụ công của Bộ Công an cũng được báo cáo viên tuyên truyền, hướng dẫn một cách cụ thể. Cùng với công tác tuyên truyền trên các hệ thống của đoàn thanh niên, các trang mạng xã hội của Công an, quận đoàn, các lực lượng sẽ trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, mức độ 1, mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại gia đình hoặc các điểm tuyên truyền theo hình thức tập trung. Bên cạnh việc tuyên truyền về cấp căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng, Trung tá Nguyễn Ngọc Huynh, Phó trưởng khoa Cảnh sát Giao thông, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Trong một số trường hợp ùn tắc giao thông, cảnh giao thông, công an phường, cảnh sát trật tự vân vân giải quân ra khắp các cái đoạn đường ngã ba ngã tư. Cũng chỉ huy điều khiển nhưng mà người tham gia giao thông không tuân thủ thì sao nhỉ? Thì cũng không giải quyết được ùn tắc đó. Để chúng ta chấp nhận đi lại chậm một chút nhưng đi lại theo hàng lối theo thứ tự, chấp hành theo sự chỉ huy điều khiển của tín hiệu đèn của người chỉ huy điều khiển giao thông thì lúc đấy thì trật tự nó mới được lặp lại và giao thông nó mới được thông suốt. Không phải mọi vụ tai nạn giao thông đều do gì nhỉ? Do con người. Có một số vụ tai nạn giao thông là do gì? Do phương tiện. Ô tô là định kỳ phải mang đi đâu nhỉ? Kiểm định. Ô tô là kiểm định nhưng mà hết hạn kiểm định rồi. Có những cái hỏng hóc về mặt kỹ thuật mà người điều khiển không biết được. Và có những cái vụ tai nạn giao thông là xảy ra là do đường. Đường này làm không đúng tiêu chuẩn nhiều gà bổ trâu thế nọ thế kia. Đèn rồi hệ thống biển báo không bảo đảm. Nó xuất hiện những cái gì về giao thông nhỉ? Những cái nơi mà xảy ra nhiều cái tai nạn giao thông gọi gì nhỉ? Các bạn là gì? Điểm đen. Những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội, một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông của thế hệ trẻ. Có người thì ảnh hưởng đến lời nói bị cấm khẩu, có người thì bị ảnh hưởng đến chân, bị liệt, có người thì bị ảnh hưởng đến tay, bị liệt, có người thì bị liệt nửa người, có người thì đi lại lò xo, có người thì sống thực vật. Có người thì tự ăn tự uống được nhưng có người thì phải ăn uống con truyền, rất là chúng ta nhìn thấy rất là vất vả cho cả người bị lẫn người thân, không sức khỏe chăm sóc, cho nên là cái mũ bảo hiểm nó có tác dụng rất lớn. Xe ưu tiên là cái xe là được ưu tiên, nghe cái tên nó thể hiện rồi, cho nên là khi vào xe ưu tiên chúng ta phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe ưu tiên đi trước. Khi nào xe ưu tiên đi qua chúng ta mới được đi tiếp. Và bất kỳ hành vi nào mà cản trở xe ưu tiên thì sẽ bị gì xử lý. Các bạn xem clip mà ở trên đường Võ Chí Công ấy, một cái xe tải nhẹ khi gặp cái xe ưu tiên lần sau là cái xe của lực lượng quân đội,
có tín hiệu ưu tiên bằng cả còi bằng cả đèn, nhưng mà cái xe tải nhẹ này không được, cuối cùng vì sao nhỉ? Đương nhiên bị phạt rồi, lên bị tạt vào đầu vào xe không? Rồi một số đoàn xe cảnh sát dẫn đường, một số xe ô tô không nhường đường bị lực lượng chức năng tạt đầu, đúng không? Yêu cầu cưỡng chế dừng phương tiện, thậm chí dùng vũ lực.